thử cái món chuột nướng củ hành này cho cả nhà xem. Ôi nó mềm. Rồi chuột này. Ôi ngon. Nướng còn nóng hổi luôn, để lên chấm. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà dùng chuột nướng với cả nhà ơi. Rồi Dương xin chào cả nhà nha. Thì với cái số chuột nãy Dương với lại được đi bắt đó cả nhà. Thì mình sẽ chế biến cho cả nhà cùng thưởng thức với lại Dương nha. Thì Dương sẽ chế biến cái món chuột nướng với củ hành nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức với Dương nha cả nhà ơi. Nóng quá sợ ăn đó. Nóng quá sợ ăn.
món chuột nướng củ hành này cho cả nhà xem. Ôi nó mềm. Rồi chuột này. Ôi nó mềm. Ngon. Đây, mình chấm ớt luôn. Cái dĩa ớt mình mới vừa làm xong. Nướng còn nóng hổi luôn, để lên chấm. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà dùng chuột nướng vô cả nhà ơi. Ngọt mà nó thơm. Ngon quá cả nhà. Mời cả nhà dùng vô nè. Để nhai luôn cái sườn. Nó khét anh Dương ơi. Khét không? Khét. Khét á. Bỏ cái mé, mé đi. Khi nào mình ăn mình bỏ vô trong. Thế nó khét. Nghe mùi nặng dữ vậy. Hôm nay có em trai mình được qua đây chơi nha. Em sáng được đi quay cho Dương đi bắt chuột đó. Thì giờ để Dương mời được chơi vô dùng với Dương nha cả nhà. Rồi để giờ được gác máy lên đi vô dùng cho anh được đây. Đây em ăn hết á. Cho em quay mà đứng miếng em nhiễu nhão luôn là anh ăn cũng không làm gì đâu. Đây được chơi đây mọi giờ. Để đi xin kia. Được rồi. Được rồi anh ha. Bây giờ đũa nè. Được qua đây mình cũng nấu cơm cho anh trai nha, tại sáng giờ đi chưa ăn cơm đúng không? Dạ chưa. Mời cái đồ. Mời cái nhà nha. Chấm ớt đi. Để anh xếp cho anh cái ngọt. Ngọt không? Ngọt vừa ăn. Chuột đã mềm cái nha. Mềm không? Ừ. Sáng được lắm luôn, nó chạy lắm. Chạy dữ dằn lắm. Để cái này là ớt nước sốt thịt nướng á, ngọt ha, nước nó vừa ăn ha, được ăn đậu được rồi, được rồi, chín rồi em ơi. Ngon 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 ngon. Để cầm đũa lên đi. Thật có thật khó hiểu nè. Ăn vô cái này nó béo. Hả? Em bắt đó. Ăn đi. Ăn đang ăn nè. Nè nè, trời ơi. Ủa này nó ngon cả nhà. Mời cả nhà dùng dưới Dương cả nhà quá trời ngon à. Mua lâu lắm em ăn thịt. Em thì nói chung là trong cái mùa gặp vừa rồi thì cũng ở cái này khác luôn. Làm để mà khác luôn. Để bây giờ qua trong mùa gặt vừa rồi em cũng làm được mấy vụ chuột. Còn mấy mình bỏ vô cái dĩa đi. Được, để đây. À, để đây ăn cho nóng ha. Dạ cho nóng. Nói lại cho anh làm ngày hết một con rồi. Ngon quá à. Để mà thử cái củ hành nướng không? Củ hành nướng. Nóng rồi. Ngọt. Em nước con này thêm chan nha. Nó luôn còn nó có độ rồi. Mình giảm nó có độ. Ngon ha. Ngon hơn chưa? Xong rồi, ớt xếp nướng này cũng ngon ha. Dạ. Đang nướng nè, nó nóng. Ngon. Chị nướng chưa, vừa ăn vậy nó nóng rồi. Chuột gì vừa ăn mà mới bắt ngon điện mềm ngon này bây giờ nấu ăn của hành nước ăn lấy ngọt đậu nè đậu nướng thôi nè nấm nhà để vô quế mỡ đó ngon ha mấy này ngọt ha này cũng khét. Để
từ lúc lên đây ăn chuột được hai ba lần vậy. Nhưng mà khi sống ở miền đây ngon. Ăn cơm như thế này được à? Ăn hoặc gọi gì đó đấy. Ăn ăn cơm đó. Ăn khó lòng. Đường em đi về còn xa kìa, anh thì gần đây. Nó tội anh em mình đi bánh. Đi bánh loại bánh. Các bạn có tin không? Đường loại từ bên bánh qua đây gần chục cây số á. Tiếng họ. Đi tiếng họ, đi bộ. Tội anh em mình. Qua đây ăn cũng ngồi xa, cũng dắt đi về. Nhớ anh chạy qua đây thăm anh chưa? Lâu lâu qua ôm lại chuyện này chưa? Bắt chuột. Anh nhớ lần bắt đạt á, bắt 3 hàng bắt 5 tiếng mấy à? Có bao gạo 1 tiếng mà lần này nhắc. Lâu rồi. Nó sao này là phước á. Thì anh bắt lần đó với lại lần trước nữa là ăn được. Lên này như ăn chuột được có 3 lần. Lần này có 3 lần. Em ăn đi. Ngày luôn rồi. Chà này, để mà khác. Khác luôn rồi. Bên. Khác luôn rồi. Anh ăn mọi người quá trời mồi ấy, tự nhiên mất gì ăn cơm chạy. Ừ. Ngọt chứ. Có gì vậy? Cái này ăn ra đi, còn nè. Ngày vàng, vàng quá vậy. Khác gì vậy? Mắng. Con chuột ăn hôi không là do mình làm nữa. Bây giờ hay dắt anh thấy con chuột không? Hai chắc mở mà. Hai mở đây nè. Ừ. Nắp giục bỏ. Cắt bỏ. Hai mở hai bên chắc đùi nó. Ừ. Mình mà để mình ăn là nó hôi định. Không ăn nước ngọt. Ngon. Không biết anh phải ăn gan được nha. Gan không mắc. Đúng rồi. Gan chuột mà. Người ta nó ăn ngon. Đúng rồi. Em là không bắt. Nó cũng có mùi hôi đó. Anh là gan chuột có mùi. Cái gan là chỉ ăn cái gan con cá. Anh là thích ăn con gan cá thôi. Cá nặng cũng được, thích gan cá là được, thích ăn. Đậu chín cũng được. Cái này cũng không biết con này của anh không quen. Ờ, trời ơi, tôi chung. Wow, quá trời ngon này nha. Lâu lắm ăn được chuột nướng. Nói gì ăn nó ngọt. Ừ. Nó vừa nóng nóng mà cũng ngon ha. Dạ. Không nhắc nhiều nó cái mũi ăn đi. Mềm chứ sống nó bự chứ nó chỉ sống mềm mèo à. Đó. Bắt ngay đặt chuột nướng ngon. Vừa. Vừa nó nóng nó ngon. Mời cái này mà cái này dùng mời cái đây rồi anh em mình tạm gác cái clip đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Rồi chúc cả nhà nhiều sức khỏe, sống vượt qua bệnh dịch nha. Rồi bye bye cả nhà nha. Bye bye ơi.